pha băng ra kịp thời của thủ môn Khalid Aissa. Chúng tôi thì trong 4 phút còn lại, chúng ta phải ghi thêm được bàn thắng mới xứng đáng. Abdallah. Sau khi Mourad bị thẻ đỏ thì Youssef Jabeh được kéo vào trong đá trung vệ. Đức Huy. Đường chuyền nhanh vừa rồi là của Nguyễn Quốc Hải. Đây là trận đấu mà bên phía đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất họ không thể có sự có mặt của Mahmoud. Nhưng vấn đề của đội bóng áo trắng không phải là việc các chân sút không tận dụng thời cơ, mà vấn đề là họ không thể tạo ra được thời cơ. Còn bây giờ là Công Phượng vẫn còn, cú sút cuối cùng thì quá nhẹ. Công Phượng đã rất cố gắng tung ra một cú đá, tuy nhiên vẫn chưa phải là 2-0. Đức Huy. Pha dệt gót của Văn Hậu. Rất tiếc là động tác nhập bóng không được như ý. Không nguy hiểm, và Văn Lâm đã bắt được bóng. Trong cuộc chơi thay cờ football street, Đàm Văn Lâm đã chứng tỏ bản lĩnh và khả năng chơi bóng tốt của mình bên cạnh hàng loạt danh thủ bóng đá thế giới. Đàm Văn Lâm là một chàng trai có thể nói rất dễ thương. Và cơ bóng của Trọng Hoàng. Không có lỗi của cầu thủ đối phương. Những giây cuối cùng. Sau đây 5 ngày, đài truyền hình cơ số VC sẽ gửi đến khán giả trận đấu búng vào lúc 20 giờ giữa Việt Nam và Thái Lan. Việt Nam và Thái Lan bao giờ cũng là một trận đấu đặc biệt. Chúng tôi xin cảm ơn công ty Net Media, đơn vị sở hữu bản quyền trận đấu, và nhãn hàng Sơn Mai Color đã tài trợ phát sóng chương trình này. Chỉ còn hơn 10 giây nữa thôi. Các học trò của Văn Hậu dường như cũng đã chấp nhận thất bại. Đoàn Văn Hậu. Thời gian của trận đấu đã hết. Cách đây 12 năm Việt Nam thắng UAE tại Mỹ Đình là một bất ngờ, một cơn địa chấn. Nhưng ngày hôm nay nó không phải là địa chấn nữa. Chúng ta đã từng bước vươn lên, khẳng định được khả năng. Và bây giờ thì mỗi một trận đấu giữa thời Park Seo là một lần chúng ta có niềm vui, có được ngày hội. Các cầu thủ đã chứng tỏ được sự quả cảm trong lối chơi, một tập thể hết sức đoàn kết và khiến chúng ta rất đối tự hào. Với chiến thắng 1-0 hôm nay, đội tuyển Việt Nam được nhận hàng loạt giải thưởng. Tập đoàn City Group sẽ trao thưởng 1 tỷ đồng với chiến thắng 1-0 này.
Bàn thắng duy nhất được ghi do công của Tiến Linh. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.